tấm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi về nhà ai kia có mang tình yêu cho cô mỗi ngày nuông chiều, hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều. Em thật tâm quá nhiều mà anh đâu một lần hiểu, ngỡ sẽ được thương yêu sẽ che những điều em còn thiếu. Đâu ai cần anh hứa vài câu hứa không lắng được, để lại muôn ngàn vết xước đằng sau mọi chuyện ai lường trước. Bờ môi ai dối trá để rồi hôm nay cách xa. Hôm qua trao nhau món quà, hôm nay mình thay người lạ. Chiến nghịch chuyển càng khung, tải game ngay tại tiên chiến.vn.